Ý mọi người ơi, cái mực này nó ngộ ngộ, ở trong nó có cái gì á mọi người? Thế Cương, nó ăn gạo. Thế Cương ơi, cái này là gạo. Đã chiên vậy? Biết đãi cá vậy thôi, mình còn kêu lẩu cá hay chi nữa trời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lượn một vòng để mình xem là có những đặc sản gì của Phú Yên để mình mua về hay không. Theo Tiết Cương được biết á, cái tháp Nhạn này là trong cái quần thể kiến trúc Champa, là một vương quốc tồn tại song song với văn lang của mình luôn. Vậy và hành trình tiếp theo đó chính là Vũng Rô. Tiết Cương thấy đây là một cái giống như là một cái đầm dính vô thấy mấy chiếc tàu ăn khuyết vào đó, y như là tranh vẽ vậy. Vùng lục địa và tạo nên một cái vịnh rất là đẹp. Ở đây có rất là nhiều bè và những du khách đến đây thì sẽ đến những bè để có thể review ẩm thực hải sản ở trên này. Thì ra đó là những cái bè, mình nhìn xuống đó là những cái bè chứ không phải là mấy con tàu. Bè chứ không phải là bè, tàu bè. Đâu. Xin chào quý vị, và bây giờ thì em đang check in ở Vũng Rô. Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng. Chưa biết, có đâu mình chưa biết. Quý vị ơi, hãy nhấn subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Sao hoài vậy? Theo dõi hành trình ngày hôm nay để được 300 ngàn lượt sub. Hoài vậy? Mà tôi thấy từ hồi kêu gọi tới giờ được có 2 người. Nó có cái gì á mọi người? Thế Cương, cái gì vậy Thế Cương? Mực lé. Nó ăn gạo. Thế Cương ơi, cái này là gạo. Đây nè, đó gọi là cơm. Cơm gạo gì của nó. Thế Cương sẽ thử một miếng mực lé Phú Yên không, nha. Em không có dám ăn cái ruột nó vậy đâu Thế Cương. Ăn được nên có sao đâu. Để quá. Ngon quá. Siêu ngon. Nó mực là rớt từ dưới biển lên, rất là tươi. Ăn rất là giòn. Nó đây mình thiếu rau thơm rồi. Phải có rau thơm, rau mùi. Chẳng này mực ngon mà nước mắm chưa ngon. Chấm muối xanh. Mực rất ngon, rất ngọt, rất giòn mà tôi không ăn ở trong. Ngon. Ngon quá. Đây là một cái món quán nữa. Mình băng ra cũng được rồi. Ké. Con ké gì mà quán để. Ké. Ôi dồi ôi. Ké chim đúng không em? Thấy không? Thấy tôi hay không? Tôi nhìn tôi biết ké chim. Wow. Ngon xuất sắc luôn. Xuất sắc nhất thế giới loài người. Ú da nóng quá.
cá chim. Biết đãi cá vậy thôi mình còn kêu lẩu cá ăn chi nữa trời, nó ác ghê. Đẹp ngọt đẹp. Quá. Ngon. Quá ngọt. Ngon ngon ngon. Tiết Cương thích nhất là cá chim quý vị. Ăn cá chim bổ chim. Tại thịt của nó rất là mềm và đặc biệt nó không có xương. Chứ Cương như em bé rất là sợ xương. Chứ Cương, bây giờ trời mưa các đường muốn nhảy xuống đây bơi ra cái đảo đó, Chứ Cương có cảm không? Trời ơi, dưới nước á, nước biển nha, mà ở trên mưa bơi xuống lắm, ẩm, đỏ lắm. Đúng. Nhưng mà tôi can. Sao dạ? Dù sao cái tuổi cao sức yếu, giúp cho nhân sinh có thêm được vài năm nữa đi. Làm sao? Đừng để trên cõi nhân gian quắng đi một người. Còn lâu quá. Mắc gì mắc đi người. Lớn tuổi rồi sống chậm lại một chút đi ha. Cho con cháu nó nhờ. Tôi sẽ giật status là các tường chê các tướng. Ủa tiếc các tường chê tiếc Cương chim yếu quá. Phải ăn cá chim. Mình đã kêu lẩu cá chim rồi. Nó còn đãi mình con cá chim nữa. Trời cá chim ghẻ. Vậy thì Phai chi nó nấu đãi cho mình cái lẩu cá bò con cá bóp đi cũng đỡ. Rồi xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Hello. Hôm qua cái khách sạn đó ở ngoài nó đẹp mà ở trong phòng nó nhỏ quá mà cái... Không có nhỏ, để cái vali đi bị dướng cái giò à. Xíu à, bây xíu giờ hả? Các tường quyết định là đổi cái view khách sạn cho nâng đẹp. Cấp nâng cấp cái level lên, không còn ở khách sạn 1 sao nữa. Bây giờ mình ở khách sạn 1 sao rưỡi này hả, giảm đầu cái này cũng phải cỡ ta là 261 quá. 261 hả? 261. Nhưng mà tôi thấy bên kia cái view đẹp kìa. Thấy bên kia chưa? Đó, chiều chiều mát mát mình qua mình check in con tàu Hải Dương đó nha, Tiết Cương. Hải Dương học. Hải Dương học. Ok, bây giờ mình vô phòng nghỉ ngơi thôi. Bây giờ là đang trưa nắng rồi. Check in vô phòng nghỉ ngơi. Chiều mình sẽ quay tiếp. Đi. Đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lượn một vòng để mình xem là có những đặc sản gì của Phú Yên nên mình mua về hay không. Mắc cá người đại dương. Tôi nói trước nha, Tiết Cương mua bắc. Gì mua là mua là Tiết Cương tự trả chứ không có vụ tính tiền chung với các tường đâu nha. Cái trả ra ăn tôm là trả ra ăn tôm rút. Có nghĩa là họ sẽ trong cái nhân người ta sẽ có con tôm rút và dạ và thịt nha. Dạ. Cái này làm từ cái bánh tráng Hòa Đan mà bánh tráng mà cái làng nghề nổi tiếng. Nhưng mà sao đem về được? Cái này chỉ cần đóng thùng xốp chị di chuyển trong vòng 24 tiếng thoải mái, chỉ cần đóng yên thùng xốp là anh chị đi thôi. Mình đi một vòng mình quay. Bánh ngọt hả? Cái này là gì? Kẹo mè đen hả? Đi giới thiệu trong mình gọi là cất chuột. Thèo lèo cất chuột. Thèo lèo là cất chuột. Cái này là kẹo kéo. Vô kìa, ấy tự nhiên đói bụng vậy ta. Hai mình ăn mực xét sợi không? Ăn luôn đi, mình tính tiền sau cũng được. Nhiều view luôn. Trời ơi! Bánh chọt thấy ghê hả? Còn ngon. Mực xét sợi nước dừa. Mực này nhậu được không? Quá chuẩn luôn. 6 tháng hạn sử dụng ngọt lắm, thử đi chứ con. Khô cá mú nè. Cái này cá thiều nè. Quất luôn. Cái này ngon. Tiết Cương xin đính chính quý vị nha, là lúc đầu tiên vô đây các từ khẳng định với Tiết Cương là với toàn thể quý khán giả là vô đây chỉ xem và không mua một cái gì, vô đây để cho Tiết Cương mua thôi. Nhưng mà cuối cùng và chưa hết thấy cổ mua hai thứ rồi đó. Chơi đồ nhậu thì tôi mua đó, mới mặc cái quần cục có chút xíu mà mũi đã cắn rồi. Cái gì vậy Tiết Cương? Minh mạng than bổ thận chán dương. Anh nên uống tại sao vậy? Yếu sinh lý phải không? Ừ. Uống này là gì vậy? Đúng. Rượu minh mạng ngày xưa là cung tè mấy con này đó. Tắc kè hả? Cung tầng mỹ nữ nè, những cái con quỷ sứ này nè đó, tùm lum những nắm bài đông cô. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nếm thử nước mắm đặc sản Phú Yên 40 độ đạm. Nước mắm gành đỏ, gành đỏ Phú Yên bao nhiêu một chai? Chai này mấy lít? Cái chai này nửa lít chị. Nửa lít. Dạ. Là half liter. Là bao nhiêu tiền? Dạ, một chai này là 140,000 đồng. Sao nó mặn vậy? Cái này là nó sẽ làm nó nhảy lên bằng khối lưu xanh. Còn cái những cái hàng này nó nhảy bằng lưu gỗ. Lưu gỗ cái này ngon hơn cái cuồng, thơm hơn nhiều. No name, no name, but very good. Very good. And different. Different. Different là khác nhau. Okay. Okay. No. Rồi bây giờ explain with me. Okay. How many you buy? I like this one, but you say not good. I like it. And this shop ship for it in Ho Chi Minh City. She
she can talk anymore because she very stupid. Xin được chỉ đạo không? Này món gì vậy em ơi? Cô má cá ngừ. Cô má cá ngừ, thử đi tí cơ. This is a dry mom, cá ngừ mom. Mom là gì? Má, má của một cá ngừ. Bò lát mật ong. Dai, ngon à. Good, good, good. And chưa trả tiền cái này trứng kiến hay là xả đi em? Thử coi ngon không? Trứng kiến và xả à? Trứng kiến luôn. Dạ, gồm có kiến và trứng kiến. Rồi cuối cùng, ông nội Tiết Cương dắt tôi vô chi cho tôi tốn 2.862.000. Tôi không mua gì hết trơn. Quỷ ma âm binh, ông không mua gì trơn. Cuối cùng tôi mua hết 2.862.000. Thôi gì mua dữ vậy? Người ta sẽ đóng thùng gửi về nhà cho tôi luôn. Ngày mai mình sẽ nhận được. Đó, hiểu quý vị đến đây. Vậy? Ừ, gửi luôn cả nước mắm, cả mực, cả mắt cá hồi. Có mắm không? Có nước mắm luôn. Có gì để vài bữa lên sinh. Rồi. Rồi, cái gì để vài bữa lên sinh là sao quý vị? Đi, bây giờ đi leo núi. Tháp nhạn, di tích kiến trúc nghệ thuật, ô tô điện, giá vé 1.000.000, 2.000.000. Ủa phải lên phải xuống chứ. Ờ. 2.000.000. 7 × 15. 500. Lại tốn tiền. 105 anh hùng lương xương bạc. Thì cương. À. Xong. Câu chỉ hay Việt Nam cũng được. Đây là điểm chờ xe ô tô điện, đoàn chúng tôi 7 người, không biết có được đi cùng một chuyến xe không? Không, tôi đi bộ, tôi đi, không đi xe. Đi bộ thì sao, nãy bắt tôi mua vé chỉ cho tốn 15 ngàn. Tôi sẽ chạy theo xe điện, tôi đang rèn luyện thân thể. Xạo xạo. Tôi sẽ không bao giờ đi xe điện. Đợi. Wait a minute. Ở đây nó chỉ có một chiếc xe thôi quý vị ạ. À. Các tường nên nhớ mình uống nước rồi phải nhớ nguồn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đố Tiết Cương biết nguồn là ở đâu? Ở trên đỉnh núi cao. Sai. Chứ đâu? Nguồn là một cái dòng suối có tên là nguồn. Vậy hả? Chứ không phải nguồn. Hồi đó thì mình nghe là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thì mình tưởng nguồn đó là cái nguồn là nơi cái đỉnh đầu từ cái đỉnh cái nước nó sửa xuống. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra cái nguồn đó là ở bên Trung Quốc, nó có một cái nơi nước nó chảy ra đó trên núi, mà cái núi đó cái nước đó chỗ đó gọi là cái nguồn. À. Chứ không phải cái nguồn là cái nguồn, mà là cái nguồn là cái nem. Rồi. Cái này là nhà bác học các tường. Bác học các tường thông thái giải thích. Ai muốn hiểu sao hiểu à. Đó. Cứ sợ Google đi. Nguồn rồi. Đây là nguồn từ bắt nguồn từ ở bên Trung Quốc á, chứ không phải nguồn là của Việt Nam. Dân lan của mình luôn, và nó là một cái đế quốc riêng biệt trong những cái nước Đông Nam Á mình, thí dụ như Việt Nam mình nè, rồi Thái Lan, Lào. Đây nè, nó cấp cộng này xấu lắm. Thái Lan, Lào, Campuchia và cả Vương quốc Chăm Pa luôn.
Nhưng mà hiện tại thì Vương quốc Champa đã bị xóa sổ, không còn trên bản đồ thế giới nữa. Bây giờ chỉ còn lại những di tích, đó là những cái tháp Chăm được trải dài từ trong dải miền Trung mình rất là nhiều. Và bây giờ Tiết Cương thấy còn lại ở Cam Ranh nè, Nha Trang thì có tháp Bà Bunaga nè, Phan Rang thì có tháp Chàm nè. Và ở đây thì Tiết Cương lần đầu tiên mới ra đây thì thấy có tháp Nhạn. Và anh đi ra ngoài miền Trung anh thấy ở Bình Định vẫn còn tháp. Nhưng và đặc biệt nhất là ở Quảng Nam là còn một cái quần thể kiến trúc rất là to gọi là Thánh Địa Mỹ Sơn. À, Thánh Địa Mỹ Sơn ở đâu? Ở Quảng Nam. Là một gọi là di tích, gọi là lịch sử, nó được công nhận là di tích văn hóa của thế giới luôn á. Như em mới đi Quảng Nam về em có ghé đó phải không ta? Thì có, em có cái quần thể những cái tháp này không? Như có, trời tôi đi tôi không nhớ gì trơn trời á. Nhưng mà ngày xưa theo như các thường biết là em thì mình về lịch sử khoa học mình không có giỏi như nhà thám thái Tiết Cương đâu, mình chỉ biết những câu chuyện truyền viết cổ tích thôi. Đó là ngày xưa người ta nói là người dân của mình đây khổ lắm, cho nên là trên trời phái một cái tiên nữ, cô tiên nữ cổ xuống để mà cổ giúp cho bà con ở đây gieo trồng làm ăn sinh sống rồi xong việc, và cô tiên nữ đó có bay về trời, cho nên người dân người ta mới kính thờ, ta tín ngưỡng, ta mới thờ là lập ra cái tháp này để người ta thờ tưởng nhớ cái bà tiên nữ. Và cũng có những cái tích là nói là ngày xưa đó quý vị, thì ông trời ông mới muốn giúp cho ở cái vùng đất này, ở cái vùng đất cái này là Tuy Hòa hả? Tuy Hòa à? Tuy Hòa ngày xưa nó khó khăn, nó khô cằn, nó này kia, thì ông trời ông mới cử những cái người khổng lồ xuống đây để mà giúp đỡ cho bà con. Nhưng mà khi mà trên đường đi về đó thì mới là dọn dẹp và vội vội vàng vàng á, thì cũng hơi vội vã mới gánh hai cái gánh gọi là hai cái gánh đất đá vậy đó để mà lắp sang lắp mặt bằng đó. Ở đó ở đây là đất nó hơi trồi trũng vậy nè đó, thì ổng đi vội vội vàng vàng, ông khổng lồ mới đánh rơi đôi gánh nó gãy làm đôi đi và rớt xuống hai cái cục gạch đó, một cục gạch nó tạo nên cái tháp này, một cục gạch nó tạo lên cái hòn núi này chứ sao cái tháp được. Cái tháp này của người dân ta xây mà. Ủa tôi kể chuyện sai hả mọi người? Ủa là hai cục gạch nó rớt ra cái gì? Thì để rớt hai hòn đá, một hòn đá là thành núi Nhạn. Núi Nhạn. Ừ, còn một hòn đá thành một cái ngọn núi đâu gần đây nữa. Núi gì vậy cô? Núi Chấp Chai. Núi Chấp Chai. Truyền thuyết đó. Cảm ơn cô. Ủa đây mình có cửa vô hả cô? Có chứ, bên trong mà. Ồ vậy thì mình phải vào chứ. Phải vô bên trong chứ. Đây là Thánh Mẫu. Cái thuyết bây giờ là gọi như là văn minh nhất, tiến bộ nhất đó là của một nền văn minh trước loài người mình. Có nghĩa là còn tồn tại lại, chứ có loài người mình không xây được cái đó. Không xây được, của một cái nền văn minh khác. Và nó đã bị hủy diệt mà còn chừa lại những cái đó. Đúng, và những cái vị trí của những kim tự tháp á, là nó trùng một cách
kỳ lạ với những cái đền Angkor Wat ở Campuchia. Đó, có những cái gọi như là cái thông số về kinh độ vĩ độ á, rất là trùng với Angkor Wat, mặc dù hai nơi không hề liên quan gì với nhau, một bên là châu Phi, một bên là châu Á, và ngày xưa thì đâu có những cái phương tiện gì để liên lạc với nhau thôi. Đó, những cái điều mà loài người mình sau này không thể giải thích bằng khoa học. Thì bởi vì người ta mới nói là có thể là do ông trời đã, cái là do thiên.